túng sử thân chỉ chư khổ trung như thị nguyện tâm vĩnh bất thoái nói rõ nguyện tâm của tỳ kheo pháp tạng kiên cố cho dù đọa địa ngục thì hạnh này nguyện này cũng chắc chắn cũng không thoái chuyển nếu chỉ có nguyện không có hạnh đó là nguyện giả chỉ có hạnh không có nguyện đó là làm bừa cho nên nguyện hạnh phải bổ trợ lẫn nhau nguyện để khởi hạnh hạnh để chứng nguyện mới có thể viên mãn thành tựu đại nguyện đối chiếu với chính bản thân chúng ta một chút học phật nhiều năm như vậy bạn có thể nguyện chưa thể nguyện của bạn có kiên định không bạn đã thực hiện thể nguyện của mình như thế nào để tôi nói một chút trải nghiệm và cảm nhận của chính tôi trong 20 năm thọ trì bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ. Năm 2000, tôi mới nghe được Phật Pháp. Sự tiếp xúc đầu tiên chính là bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ và đĩa giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ ba của Lão Pháp Sư. Nghe được, đọc được, nhận được lợi ích rồi từ thời điểm đó đến nay đã 20 năm rồi. Tôi chưa từng thay đổi đề mục, chưa từng chuyển hướng. 20 năm học Phật. Tôi trải qua vô số phong ba bão táp. Vô duyên vô cớ bị phê bình. Phê phán, mắng nhiếc, hủy bán. Tôi không biết tại sao. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì. Đặc biệt là 10 năm gần đây tôi vừa qua áp lực từ nhiều phía, tôi đường đường chính chính, quang minh chính đại mà bước qua. Bởi vì hết thảy lời nói và hành vi của tôi đều công khai rõ ràng, tôi không trốn trong bóng tối, làm những chuyện mất mặt. đời này tôi chỉ muốn là một người quang minh chính đại bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ bị phê bình phê phán 20 năm chưa từng gián đoạn có lúc xôn xao náo động điều này chưa từng có trong lịch sử Phật giáo vậy mà thế hệ chúng ta gặp được cũng coi như may mắn và thu hoạch tốt nhất của thế hệ chúng ta cảnh ngộ và trải nghiệm của bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ tôi đã đích thân trải nghiệm Tôi tận mắt nhìn thấy Đây cũng là một gia tài bất ngờ trong đời này của tôi Đối với người thọ trì bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ 20 năm nay Tôi nhìn thấy năm hạng người này Hạng người thứ nhất Chuyển qua tu tôn giáo khác Tại sao vậy? Họ không hiểu được Tại sao bên ngoài không ngừng phê bình Phê phán mắng nhiếc, bản hội tập kinh vô lượng thọ. Sao cửa Phật lại như vậy? Không phải phê bình cái này thì là mắng nhiếc cái kia. Học Phật sao lại phiền phức như thế? Dứt khoát không học Phật nữa, học tôn giáo khác thôi. Một người bạn tốt của tôi, cả nhà họ học Phật. Sau đó, bởi vì tôi bị phê bình bị mắng nhiếc, họ không hiểu được. Cả nhà họ bèn chuyển sang học cơ đốc giáo hạng người thứ hai Không chịu được áp lực quá lớn từ bên ngoài Đánh mất tính tâm Đối với bạn hội tập kinh vô lượng thọ Số người này cũng không ít Trạng thái tâm lý của rất nhiều người là Không muốn chuốt phiền phức Học cái nào chắc chắn vậy Nên có người chuyển sang tu bản dịch của Khang Tăng Khải Có người chuyển sang tu kinh Phật Thuyết A-di-đà những người này có một đặc điểm chung mặc dù họ từ bỏ bản hội tập kinh vô lượng thọ nhưng không từ bỏ pháp môn niệm phật tịnh độ và năm kinh một luận của tịnh độ những người này chúng ta không có gì đáng trách nhân duyên khác nhau mà ai cũng có quyền tự do chọn lựa hạng người thứ ba từ bỏ hủy bán bản hội tập kinh vô lượng thọ tôi từng gặp qua người như vậy một người trí thức lớn tuổi Tu học Phật Pháp nhiều năm Thọ trì bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ Theo lời ông ấy nói Đã tụng hơn 4.000 biến Kinh Vô Lượng Thọ Có một hôm Đột nhiên ông nói với tôi Ông không đọc Kinh Vô Lượng Thọ nữa Tôi nghe xong rất kinh ngạc Nhưng tôi không ngăn cản ông Tôi biết tính tình của ông ấy Ngăn cản cũng vô dụng tôi nói với ông Từ bỏ cũng được Nhưng nhất định không được hủy bán Ông ấy đồng ý với tôi Nhưng trên thực tế Ông ấy đã hủy bán Ông ấy nói ông tìm ra hơn 100 chỗ sai Trong bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ Không tới một năm Thì ông qua đời Qua đời rất thảm Nằm trong bệnh viện Vợ của ông gọi điện thoại cho tôi kêu tôi tới tiễn ông ấy. Tôi đã đến đó rồi, bởi vì ông từng nói với tôi, hy vọng lúc ông giảng sanh tôi sẽ tới tiễn. Tôi đã đồng ý với ông, tôi phải giữ lời. Lần đó, chỉ có một mình tôi tới tiễn ông giảng sanh. Như vậy thật khó. Cả người ông cắm đầy ông dẫn. Đôi mắt mở thật to. Miệng còn đeo máy thở. Hơi thở hỗn hển Lòng ngực phập phòng kịch liệt Thật sự là thê thảm, không nỡ nhìn Sau khi ông qua đời Một mình tôi lại Phật niệm Phật cho ông 12 tiếng đồng hồ Đầu gối và khuỷu tay đều bị thương Nhưng cũng không thể giúp được ông Trơ mắt nhìn thân thể ông cứng đờ Khuôn mặt hung dữ đáng sợ Theo nghiệp lưu chuyển rồi Quý vị đồng tu Tuyệt đối đừng hủy bán Phật Pháp Tăng Đây không phải là trò đùa Đằng sau còn có nhân quả theo ta Phải nghe lời khuyên Không nghe lời khuyên Ác quả hiện tiền Hối hận cũng không còn kịp nữa Ai cũng không cứu được bạn Bạn tự làm tự chịu thôi Hạng người thứ tư Sáng suốt giữ mình không dám công khai thọ trị bản hội tập kinh vô lượng thọ người như vậy trong chúng tại gia chúng xuất gia đều có chuyện thường tình mà có thể tha thứ được có ai không muốn chính mình bình an vô sự chứ hạng người này luôn nhìn trước ngó sau nhìn gió bẻ lái gió lớn thì ngừng lại gió nhẹ lại tiến lên Tương lai hoàn cảnh được cải thiện thì sẽ xuất hiện một nhóm phần tử tích cực học tập bản hội tập kinh vô lượng thọ. Thậm chí có người có thể giảng kinh thuyết pháp hoàng dương bộ kinh này. Tương lai hoàn cảnh chuyển biến xấu đi, những người này liền mai danh ẩn tích. Họ rất giỏi tự bảo vệ mình. Nơi đầu sóng ngọn gió chắc chắn không nhìn thấy bóng dáng của họ tôi nói lời thật lòng sẽ đắc tội người khác đắc tội người khác cũng phải nói người như vậy chắc chắn không phải là bậc pháp khí cửa phật cũng tuyệt đối không phải là trụ cột nơi cửa phật hạng người thứ năm tính nguyện kiên cố vĩnh viễn không thoái tâm hai câu kinh văn dẫu thân tôi ở trong các khổ nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái là miêu tả chân thực về hạng người thứ năm ai là tấm gương lão pháp sư một đời này của lão pháp sư trải qua nhiều lần trắc trở rất nhiều khó khăn nơi ở không cố định ngao du một đời chính những trắc trở về sự tôi luyện này đã thành tựu thánh tăng một thời Năm 2010, tôi mới gặp lão pháp sư ở Hồng Kông mà như đã quen thân, giống như tìm thấy người thân thất lạc đã lâu, cũng tìm thấy tình cha đã mất đi từ lâu. Năm 1986, người cha thương yêu tôi đã qua đời. Tình thương của cha trở thành một chỗ trống. Sau khi gặp được sư phụ, tình thương của cha đã được lấp đầy chỗ trong ấy Tình cha ngày xưa đã trở lại Mấy hôm trước Có người đề nghị Thỉnh sư phụ trụ thế Tôi cũng viết một đoạn Không dám đưa ra ngoài Bản thân tôi cảm thấy Đoạn văn thỉnh sư phụ trụ thế của tôi Viết khác với mọi người Phong cách khác người Có chút khác người Hôm nay can đảm lấy ra cúng dường cho quý vị đồng tu, tiếp nhận phê bình phê phán của mọi người. Tôi là người hồn nhiên trẻ thơ, văn viết ra cũng phong cách hồn nhiên trẻ thơ. Sư phụ, sư phụ, con nghe lời. Ngài nhất định đừng bỏ con đi. Con vẫn còn chưa trưởng thành trưởng thành cùng sư phụ về nhà sư phụ sư phụ hãy đợi con nhất định đừng bỏ con ở lại sư phụ không dắt con về nhà con sẽ lớn tiếng khóc hu hu từ phụ nào không thương con mình sao nỡ để con mình khóc thương con biết rằng sư phụ từ bi nhất định sẽ dắt con về nhà nghe văn tĩnh sư phụ trụ thế mà tôi viết mọi người có cảm nhận gì không nghe xong quý vị khóc hay là cười khóc hay cười đều tốt đều là sự lưu lộ của tự tánh người tu hành thời mạt pháp hiện nay đang trong tình thế ức dạng người tu đạo hiếm có một người đắc đạo nhưng có thể tinh phụng thỏa nguyện giảng sanh tịnh độ này liền đầu đi vào biển nhất thừa đại nguyện của di đà đồng thể với a di đà phật hết thảy đại nguyện đều được viên mãn phương tiện dứt khoát không thể nghĩ bàn thiện đạo đại sư nói thích ca sở dĩ xuất hiện trên thế gian chỉ để nói biển bổn nguyện của phật di đà ngẫu ích đại sư nói một tiếng a di đà là pháp a nậu đa la tam miệu tam bồ đề mà bổn sư thích ca đã chứng đắc ở ngũ trượt ác thế phẩm phổ hiền hạnh nguyện trong kinh hoa nghiêm nói nếu người tụng nguyện phổ hiền này Tôi nói chút ít phần căng lành Trong một niệm Thảy đều viên mãn Thành tựu chúng sanh Nguyện thanh tịnh Trong Kinh Vô Lượng Thọ Thế Tôn tán tháng A Nan rằng Chư thiên nhân dân Hết thảy hàm linh trong tương lai Đều nhờ câu hỏi của con Mà được độ thoát trên đây đều là khai thị vô thượng vẽ rồng điểm mắt đều là giáo nhãn đều là trung tâm trong trung tâm của thế tôn trong một đời giáo hóa vô lượng đại pháp của mười phương chư phật nếu có thể thấm nhuần vào tinh thần của con người chắc chắn thoát khỏi sanh tử ngay lập tức hướng thẳng đến rốt ráo khai thị tuyệt diệu của Tổ sư Đại Đức trên đây Những câu này di diệu có thể cùng tham khảo Đến nay chúng ta đọc được Cũng là một sự hưởng thụ A-di-đà Phật Được thế gian xưng là Đại Nguyện Dương Đạt được thành tựu thì có danh tiếng Trọng tâm thứ ba Chúng ta tu học Pháp môn niệm Phật tịnh độ như thế nào? một một lòng một dạ tu tịnh độ hoàn toàn nương nhờ a di đà phật mặc kệ sóng to và gió lớn sừng sững bất động về quê nhà hai thành thật niệm câu a di đà phật không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn di đà niệm niệm niệm, niệm di đà Niệm đến khi tâm thanh tịnh thì tự tánh hiện. 3. Học Phật phải thật làm, không thể hô hào suông. Thật làm mới có được lợi ích chân thật, đừng lừa gạt chính mình. 4. Chữ ngã phải từ bỏ, đừng nhảy vào hầm hố. Tự cởi bỏ trói buộc cởi bỏ xong rồi liền tự tại năm người tâm lượng nhỏ tu tịnh độ cõi nước của bạn lớn bằng miệng tu người tâm lượng lớn tu tịnh độ cõi nước của bạn lớn vô tận sáu tịnh độ tịnh độ nơi nào có tịnh độ tịnh độ ngay lúc này tâm tịnh thì nơi nào cũng là tịnh độ. 7. Không thấy lỗi thế gian. Thế gian không có lỗi. Lỗi ở chỗ của bạn. Phải sửa lỗi của mình. 8. Thương người chính là thương mình. Trong lòng có đại ái, vui vẻ khắp nhân gian. Vô tư cống hiến không đòi hỏi Bởi vì chúng sanh là một thể Chúng sanh chịu khổ như mình khổ Chúng sanh hoan hỷ như mình hoan hỷ 10 Dẫu thân tôi ở trong các khổ Nguyện tâm như thế mãi chẳng thoái Trọng tâm thứ tư học theo thái độ cầu học của tỳ kheo pháp tạng một chí tâm cầu đạo tinh tấn không ngừng chí tâm chính là chân tâm tỳ kheo pháp tạng dùng chân tâm cầu đạo với thế gian tự tại dương phật chỉ dùng một ví dụ để nói đủ để chứng minh ngài dùng chân tâm cầu đạo thầy dạy ngàn ức năm học trò học ngàn ức năm học trò dùng tâm thành kính như vậy để cầu đạo thật quá hiếm thấy hiện nay rất khó gặp được học trò dùng chân tâm cầu đạo tìm không thấy giống như năm xưa thầy lý bỉnh nam nói học trò tìm thầy khó Thầy tìm học trò càng khó hơn Nhìn xem Hiện nay có mấy người dùng chân tâm cầu đạo chứ Người giả vờ cầu đạo cũng không thấy nhiều Huống chi là người thật sự cầu đạo Lúc nào Chuyện gì Khiến người thầy hoan hỷ Theo sự quan sát của tôi Thầy gặp được một người học trò chân tâm cầu đạo Thầy gặp được bậc pháp khí Như có được châu báu yêu quý không nở buông tay Đây là lúc hoan hỷ nhất Là chuyện hoan hỷ nhất trong đời thầy Tình thương thầy dành cho trò Là tình thương rộng lớn vô tư Không cần báo đáp thầy không mong học trò giàu có hơn hẳn mọi người thầy chỉ mong học trò thành tài trở thành nhân tài của đất nước trở thành nhân tài trong cửa phật những điều này đều là tôi thấy được từ nơi sư phụ tâm từ bi của sư phụ có thể dùng hai chữ tột cùng để miêu tả người thầy thân thiết đáng kính như vậy đi đâu tìm được gặp được rồi tại sao lại không biết trân trọng con người à con người chắc là người trong cuộc mê mờ sư phụ là người không phải thần lời này tôi đã nói rất nhiều lần đừng thần thánh hóa sư phụ Đừng đưa Ngài lên bàn thờ Khi bạn tiếp xúc gần với sư phụ Bạn sẽ cảm nhận được sự tự ái và tường hòa Cho dù tôi vẫn là một người học trò chưa đạt tiêu chuẩn Nhưng tôi sẽ tiếp tục cố gắng Làm học trò của Lão Pháp Sư thật hạnh phúc Trọng tâm thứ năm Học tập sự tôn sư trọng đạo của tỳ kheo pháp tạng sự tôn sư trọng đạo của tỳ kheo pháp tạng có thể nói là người đầu tiên trong lịch sử phật giáo vĩnh viễn là tấm gương cho hàng hậu học chúng ta noi theo thầy trò thế gian tự tại dương phật và tỳ kheo pháp tạng thật khiến mọi người ngưỡng mộ thầy hay gặp được trò giỏi Trò giỏi Gặp được thầy hay Thật sự là ngàn năm khó gặp tỳ kheo pháp tạng Tại sao có thể học được điều chân thật? Tại sao có thể xây dựng nên thế giới cực lạc thù thắng không gì sánh bằng? Bởi vì tâm cầu pháp của Ngài chân thành Bởi vì đối với lời dạy của thầy ngài nghe ngài tin ngài làm theo như câu chúng ta thường nói là ngài y giáo phụng hành người biết nói bốn chữ này thì nhiều người có thể làm được lại ít người có thể làm được đến cùng thì chẳng được mấy người tình trạng hiện nay thực sự như vậy Tôi thấy có vài trường hợp như sau Một Thầy nhiều Trò ít Hiện tại Tôi học Phật 20 năm Có một cảm giác Người tự cho mình là thầy Càng ngày càng nhiều Muốn làm thầy Không cam tâm làm học trò cảm thấy bản lĩnh của mình lớn Làm học trò không phát huy được tài năng Thậm chí có người Không đạt tổ sư Đại Đức trong mắt Mà có điệu bộ của cổ vật tái lai Kẻ cuồng giọng Danh xưng thầy Không phải người nào cũng gánh giác được Sư là truyền đạo dạy học giải hoạt những người mà chúng ta gọi là thầy hay đại sư đối chiếu với chính mình một chút bạn truyền đạo gì bạn dạy học gì bạn giải hoạt gì cho chúng sanh nếu như bạn không chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh thì còn tốt nếu như bạn chỉ dạy sai lầm cho chúng sanh bởi vì sự chỉ dạy sai lầm của bạn mà chúng sanh bị đoạn pháp thân huệ mạng Tội nghiệp bạn tạo tác rất lớn Đừng quên câu chuyện Mà Lão Pháp Sư kể Một thầy lang băm Giết người Xuống địa ngục tầng thứ 18 Một người thầy chỉ dạy sai lầm cho học trò Thì xuống địa ngục tầng thứ 19 Hai bái làm thầy nhưng không tin thầy trường hợp này tại gia hay xuất gia đều có bái sư chỉ là hình thức có người có lẽ là xuất phát từ nhu cầu nào đó thông thường có hai trường hợp như sau một là gặp chuyện tự mình trực tiếp làm chủ không hề hỏi thầy mình một tiếng thầy giống như đồ trưng bày hai là có chuyện hỏi sư phụ sư phụ nghiêm túc trả lời nhưng đệ tử không nghe sư phụ vẫn làm đi theo con đường của mình sư phụ vẫn giống như đồ trưng bày trường hợp như vậy sẽ có kết quả như thế nào sau một lần sau nhiều lần như vậy thầy cũng được sư phụ cũng được cũng sẽ không nói gì nữa tại sao vậy nói rồi bạn cũng không nghe nói có tác dụng gì vậy thì không nói nữa ba bái làm thầy nhưng không tôn trọng thầy không tin tưởng thầy thì nói gì đến tôn trọng thầy có người vì mục đích nào đó mà bái làm thầy nhưng trong lòng coi thường Sư Phụ. Cho rằng Sư Phụ là người không có tài, không có bản lãnh gì lớn. Thậm chí còn có người có điệu bộ giỏi hơn Thầy mình. Bốn. Bỏ Thầy mà đi. Tự lập môn phái. Tôi học Phật 20 năm nay. Chuyện như vậy, tôi nghe rất nhiều, thấy cũng nhiều. Lúc đầu, tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn không hiểu tại sao lại như vậy tôi thương cho sư phụ sư phụ thật không dễ dàng tôi đã biết được thế nào là lòng người không thể lường được thế nào là thoái đời đổi thay thế nào là dậu đổ bìm leo thế nào là lợi ích thúc giục tôi nghĩ lợi ích là gì Sao nó lợi hại như vậy? Khiến cho mọi người không màng hết thảy mà chạy theo. Một khi chạm vào thì tình thân, tình bạn, tình yêu, tình thầy trò, lương tâm, đạo nghĩa gì cũng không còn. Con người đánh mất tính người. Người bỏ luân thường thì yêu quái hương thịnh yêu quái hiện nay thật sự không ít những quan tham lớn quan tham nhỏ không phải đều là yêu quái mới hương thịnh sao tôn sư trọng đạo là mỹ đức truyền thống của dân tộc ta để mỹ đức này đời đời tương truyền để tinh thần tôn sư trọng đạo của tỳ kheo pháp tạng lưu truyền mãi mãi trọng tâm thứ sáu lý giải ba chữ tự trong nhữ tự tư duy nhữ tự đương tri nhữ ưng tự nhiếp như thế nào lý của phần này khá sâu sắc không dễ hiểu được tập hai mươi chín tôi đã giảng ba chữ tự này theo nhiều phương diện đồng tư cấp bậc khác nhau có cách lý giải khác nhau đây là chuyện bình thường mọi người không nên quá cứng nhắc lý giải được bao nhiêu hay bấy nhiêu theo sự nâng cao của công phu tu học bạn sẽ lý giải ba chữ tự này càng ngày càng sâu sắc hơn. Trước tiên, bạn hãy nhớ kỹ những câu này. Làm sao thành tựu Phật Đạo là bạn tự tu, tự ngộ, tự chứng, không phải do người khác ban cho. Cúng dường quý vị đồng tu sáu bài kệ tụng cũng là trọng tâm của tập 30 này. học tập đại nguyện dương pháp tạng từ bi kiến lập cõi cực lạc chúng sanh mạc pháp có nơi về độ vô lượng chúng sanh về nhà nội trọng kỷ linh ngoại mộ thánh ba chữ tự này là chân kinh pháp môn tha lực nương ngoại thánh đời này đảm bảo bạn về nhà thế giới cực lạc ở nơi đâu ở trong tâm khảm của chúng ta buông xuống phân biệt và chấp trước nơi này liền trở thành cực lạc cánh cửa quan trọng vào đạo phát tâm làm đầu việc cấp bách trong tu hành lập nguyện đứng đầu Phát nguyện làm Phật Đều giống như Phật Đại nguyện Pháp Tạng Không gì sánh bằng Dẻ rồng điểm mắt Khai thị vô thượng Lời hay cùng tham cứu Thấm nhuần tinh thần người Trung tâm trong trung tâm Của vô thượng Đại Pháp Thoát ngay sanh tử Hướng thẳng đến rốt ráo gặp thầy rất quan trọng dạy bạn đi đúng đường nếu bạn không tin thầy mặc cho bạn ngao du